Chào các bạn nhé. Hôm nay thì mình sẽ tận dụng cái thùng đựng thóc cũ để làm cái bể bơi nhỏ cho con. Đây. Sau khi rửa sạch đi thì bây giờ mình sẽ lót một miếng bạt vào nhé. Đây, giả thêm miếng bạt vào nhé. Đấy, con lấy thêm khủng long cho vào. Cho đồ chơi của con vào. Cho thêm đồ chơi vào nha, rồi mẹ cho nước vào nha. Vậy là mình đã làm xong cái bể bơi mini rồi. Bé là mình rồi nha. Mùa hè nóng như này, các bạn hãy tận dụng những đồ trong nhà để làm cho đồ chơi cho con nha.